chúng ta tiếp tục thực hiện nhé các bạn nhé. Sau khi mà thực hiện làm được đến như thế này rồi thì chúng ta xỏ dây lên cái vị trí hạt như thế này cho mình nhé. Đó. Rồi các bạn lấy tiếp cho mình hai hộp nữa thôi. Vòng cuối cùng các bạn chỉ lấy hai hộp cắt chéo để tạo thành 16 nhé. Được, tiến sang trái cho mình một hộp. Các bạn lại lấy tiếp cho mình 3 hộp thôi ạ. 3 hộp nhé. Bắt chéo để tạo thành một vòng 5. Qua tiếp 2 chân. Các bạn cũng lại lấy cho mình 2 hộp bắt chéo tạo 5 nhé. Qua hai chân tiếp ạ. Các bạn lại lấy hai hộp bắt chéo tạo 5. Mình lại sắp hết dây rồi. Hai hộp bắt chéo tạo 5 nhé. Các bạn chỉ có xem những video trước của mình để biết cách nối dây nhé các bạn nhé. Nếu mà trường hợp các bạn hết dây trước mình để các bạn biết cách để nối dây nhé. Hai hộp nữa bắt chéo tạo thành một vòng 5. Được mấy hạt rồi? 2, 3, 4, 5 rồi. 5 vòng 5 rồi. Vòng 5 thứ 6 là chúng ta sẽ dừng nhé. Tới đây thì mình cũng hết dây luôn rồi. Ở đây mình sẽ đi giấu dây đi. Mình giấu dây đi bằng cách luồn vào những hạt mà chúng ta đã làm rồi. Đây là cách giấu dây nhé. Trường hợp các bạn mà chưa hết dây thì các bạn cứ để nguyên vị trí đấy. Rồi bây giờ chúng ta làm tiếp. Rồi xong, mình sẽ cắt dây đi. Nên chuẩn bị một cây kéo bấm nhá để chúng ta cắt cho nó dễ. Kéo bấm chỉ đấy, nó khoảng 5.000 một cái thôi, các bạn ra tiệm tạp hóa rất là nhiều. Mình sử dụng cái dây ban đầu đấy. Mình sẽ tiếp xuyên tiếp vào cái hạt chỗ đâu nhỉ, 6 vòng 5. Đây 6 vòng 5. Đây xuyên tiếp về vị trí ở đây để chúng ta làm tiếp nhé. Mình sẽ xuyên xuống dưới. Xuyên cái dây này xuống dưới. Còn trường hợp các bạn còn thì các bạn cứ để yên vậy cho mình nhé. Đây. Mình xuyên xuống dưới. Không sao, trái. Đó. Vòng 5 này, 6 vòng 5 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vòng 5 này. Giờ chúng ta lấy 3 hộp để bắt chéo, tạo thành vòng 6 cho mình ạ. 6 vòng 5, giờ chúng ta sẽ làm một vòng 6 các bạn ạ. Đây, một vòng 6. Rồi qua tiếp 2 chân. Tiếp tục lại một vòng 5 ạ. Lấy 2 hộp thôi. Lấy 2 hộp nhé. Bắt chéo tạo thành vòng 5. Qua tiếp 2 chân. Các bạn cũng lấy 2 hộp bắt chéo tạo 5 nhé. Rồi. Vòng cuối cùng lên trên một hạt này cho mình. Các bạn lấy tiếp cho mình 2 hộp nữa. Ở đây chúng ta bắt chéo tạo thành màu 6 nhé. Rồi ok. Tiến đến một trái một hộp này. Tiến trái một hộp nhé các bạn nhé.
Các bạn lấy tiếp cho mình 3 hạt màu trắng, bắt chéo tạo thành vòng 5. Bắt chéo qua hai chân. Vòng 5 nhé. Tiến thêm 2 hạt nữa này. Tiến 2 hạt nữa nhé. Các bạn lấy cho mình một hộp đen và một hộp trắng ạ. Một đen và một trắng. Bắt chéo thành vòng 5. Đeo hai chân nữa em. Các bạn lấy hai hộp trắng bắt chéo tạo 5 ạ. Qua tiếp hai hộp nữa. Các bạn lấy một hộp đen và một hộp trắng, chúng ta được cái mắt thứ hai nhé. Một đen và một trắng, chúng ta sẽ được cái mắt thứ hai. Đó. Rồi vẫn qua tiếp hai chân nữa này. Các bạn lại lấy tiếp cho mình hai hộp trắng. Hai hộp trắng bắt chéo tạo 5 nhé. Vòng cuối cùng các bạn lên một hạt, đây này, lấy một hạt nữa, bắt chéo tạo 5 nhé. Cuối cùng chúng ta được 6 hạt như thế này là chúng ta làm chính xác nhé. Đó. Phải được 6 hạt như thế này các bạn ạ. Còn nếu mà các bạn được ra không được 6 hạt thì các bạn làm sai nhé. Tới vị trí xỏ sang trái này, các bạn lấy cho mình một hộp đỏ, một hộp đỏ và hai hộp trắng nhé. Một đỏ và hai hộp trắng, bắt chéo qua hai hộp này tạo thành một vòng 5 cho mình. Qua tiếp hai chân này, qua tiếp hai chân, các bạn lại lấy tiếp cho mình hai hộp màu trắng nữa, bắt chéo để tạo thành một vòng 5 nữa. Đó. Qua tiếp một chân, các bạn lấy tiếp cho mình hai hộp màu trắng, bắt chéo tạo thành một vòng 4. Vòng cuối cùng, lấy một hạt màu trắng thôi, bắt chéo để tạo thành một vòng 4 cuối cùng này. Rồi. Còn 4 hạt như thế này. Các bạn xuyên xung quanh 4 hạt. Tới vị trí này. Các bạn lấy tiếp cho mình một hộp đen. Bắt chéo. Vậy là chúng ta sẽ xong phần đầu gấu. Giờ là giống dây đi. Nếu các bạn còn dây thì các bạn xỏ lên phía trên. Ở đây mình hết dây rồi, mình sẽ giấu dây đi và cắt nhé các bạn nhé.